Xin chào các bạn, cô là Xuân Trang, hiện đang quản lý đào tạo tại hệ thống MGK, lớp học chuyên sâu thẩm mỹ. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau, cô sẽ gửi đến các bạn những cái kiểu chân mày cơ bản, các bạn dễ vẽ, dễ thực hành. Nhớ là tất cả những bài trước cô đã chia sẻ về cách đo góc này, đo cung mày này, bầu mắt này. Thì bây giờ chúng ta luyện những kiểu chân mày nó nhẹ nhàng, cơ bản và dễ nhất để cô gửi đến các bạn cách vẽ. Đầu tiên đây là gương mặt của người mẫu. Chúng ta có thể thấy là đây là gương mặt tròn, tròn nhẹ, đó là hơi chữ điền đó các bạn. Thì chân mày cho gương mặt này cũng không quá khó. Chúng ta sẽ vẽ được dáng chân mày cơ bản, có nghĩa là chân mày chuẩn ạ, có nghĩa là các bạn đừng đặt góc cao quá, đừng đặt góc gãy quá, theo như mình hay nói nó là chân mày Thái hoặc là châu Âu thì không phải. Đầu tiên các bạn cứ là chân mày chuẩn, chân mày cơ bản để áp dụng cho mọi gương mặt. Đầu tiên là nó dễ chỉnh sửa, thứ hai nữa là không làm khách bì thay đổi nhanh quá. Rồi bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn vẽ chân mày, gọi là chân mày cơ bản. Đây là gương mặt, nhưng mà nó nhỏ quá, cô sẽ dùng với cái khung to hơn cho các bạn dễ nhìn ha. Chân mày thường chúng ta sẽ có chân mày dài từ 4.5, nó dao động từ 4.5 cho tới 6.5 là dài nhất nhé. Cho nên là các bạn, đây là cái khung thước, cô sẽ dao động với cái khoảng đó, đúng không nào? 6, một bên là cô sẽ lấy chân mày là trung bình là 6 cm ha. Tùy theo gương mặt to nhỏ thì chúng ta sẽ có cái dáng chân mày ngắn hơn, thay đổi theo từng gương mặt nha các bạn. Và đây là 6 cm thôi. Chúng ta sẽ đo khoảng giữa khoảng 2.5 đó các bạn, 2.4. Nếu mà mình đo căn bản thì là 2.75 cm, nhưng cũng có những người có gương mặt rộng thì chúng ta vẫn có thể để thành 3 cm. Nó dao động từ 1.2 đến 1.8 cho gương mặt to nhỏ, 1.5, 1.6, nó dao động một tí như vậy. Thì các bạn cứ linh động theo từng gương mặt. Ở đây cô sẽ lấy là giữa là 3 cm nha các bạn nhé, cho các bạn dễ hình dung. Rồi chúng ta sẽ lấy ra đây lại là 6 cm để bằng với cặp chân mày mình đã lấy bên kia. Rồi sau khi chúng ta đã có được độ dài của hai chân mày, khoảng cách giữa hai chân mày, đầu giữa hai đầu chân mày xong không ạ, chúng ta sẽ lấy được tạo dáng. Mà cách đơn giản nhất để cho các bạn dễ theo, dễ thực hành, đó là chúng ta sẽ lấy thêm một đường khung. Chúng ta chia ra một đường khung 1 cm, một tầm khoảng 1 cm y như vậy. Bên này chúng ta cũng sẽ làm là y như vậy. Khi chúng ta thực hành, chúng ta sẽ lấy điện đúng không? Đây, và cặp chân mày. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy thêm một đường khung nữa, nó tầm khoảng 0.8. Chúng ta tạo được cái độ cao đỉnh chân mày đó. Chúng ta lấy từ điểm này, chúng ta lấy thêm 0.8, chúng ta đo 4 điểm bằng nhau trên hai bên, sẽ có rất nhiều cách đo. Và chúng ta đang làm là chúng ta đang thực hành trên da giả nha các bạn nha. Còn khi chúng ta vào với gương mặt thật của khách thì chúng ta sẽ lấy với thước cung
Còn với cái thước điện tử này chúng ta chỉ dùng để đo độ cao, độ rộng. Còn lấy điện là chúng ta sẽ dùng thước cung. Còn đây cô đang hướng dẫn các bạn là tạo một cái cặp chân mày cơ bản. Và cô có thể vẽ cho các bạn hai bên được hai dáng chân mày để các bạn thực hành trên da giả. Rồi, sau khi chúng ta đã có được đường khung dưới nè, giữa nè và trên, thì đây là gì ạ? Độ rộng này đó, nó là nói là các bạn có thể hình dung đây là độ rộng của chân mày, rộng của chân mày, độ cao của đỉnh nè, của đỉnh và đuôi. À, các bạn sẽ chia ra, cô có 6cm đúng không ạ? Chúng ta sẽ chia ra hai phần là tới đỉnh đúng không nào? Đây, chúng ta có 4cm. Đây là phần đỉnh đây. Phần đỉnh nó sẽ là đây nha các bạn. Qua bên này cũng y như thế, chúng ta lặp lại thôi. Và khi các bạn thực hành trên khắp, chúng ta làm thật á, thì các bạn cũng sẽ dùng cái chất đo này để được. Nếu các bạn đơn giản, nhưng sau khi lấy góc nha các bạn nha, sau khi chúng ta lấy góc ở đuôi, đỉnh và đầu thì chúng ta sẽ dùng thước này đo chia làm ba. Và tiếp theo đây cô sẽ tạo khung chân mày dưới đây, chúng ta sẽ nối nè từ điểm thứ nhất nè, đúng không ạ? Cô xin lỗi, đây là đường dưới, đây là độ rộng chân mày đây các bạn. Chúng ta nối xuống đây và đây là đường khung, chúng ta sẽ nối nhẹ nhàng. Ra đây là một cái chân mày cơ bản, chân mày ngang phù hợp với gương mặt tròn trái xoan. Rồi cô sẽ tiếp qua bên này cho các bạn hình dung ra kiểu chân mày nữa. Đây là phần đầu của chân mày, chúng ta nối đến đỉnh. Ở đây nó là cùng dưới này, đuôi lè. Đây là chân mày góc. Bây giờ dáng trên, đường trên là chúng ta đã tạo lên được cái dáng của chân mày đó các bạn. Với cái chân mày này chúng ta sẽ thấy được là độ dài và độ góc, nếu như các bạn còn thích nó góc hơn chúng ta có thể chỉnh cái đuôi phần khung chân mày này lên một xíu nhé, kéo xuống, chúng ta sẽ có được chân mày góc nhẹ nhàng hơn. Và chúng ta có thể cho đường đầu ở cái khung đầu nó rộng hơn một xíu. Tùy theo với cái cách vẽ và đo của các bạn, bạn sẽ tạo ra từng cặp chân mày phù hợp cho khách. Và đây là những dáng chân mày cơ bản chúng ta có thể thực hành trên da giả. Nhưng cô tin là các bạn sau khi qua những khóa đào tạo về phun son thì
thì các bạn sẽ tự trang bị cho mình được mỗi người một cách vẽ khác nhau và có thể còn đẹp hơn, còn uyển chuyển hơn. Cô chúc các bạn thành công. Nếu có gì thắc mắc thì cứ gửi câu hỏi về chương trình, chúng ta sẽ gặp lại nhau và tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm trong nghề phát sản phẩm. Cô chào các bạn.